Mới đây, trang Dispatch đã đào lại hình ảnh Sunny vô tư dùng tay phủi bụi vòng ba cho đàn anh Dragon, khiến anh chàng đứng hình. Không chỉ có nạn nhân Dragon, mà ngay cả cậu em Sunri cũng có phản ứng không biết nói gì trước hành động thản nhiên đó của cô gái phía sau. Trong khi Dragon đơ người khi bị đụng chạm vòng ba, thì cô nàng Sunny lại vô cùng thản nhiên. Thậm chí, ngay cả lúc Dragon quay lại đối mặt với cô, nhưng Sunny không mảy may để ý và cứ tiếp tục phủi bụi cho đàn anh, sau đó rút lui về phía sau như chưa có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh đó từng gây bão một thời và gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa fan Big Bang và SNSD. Với hành động đó, Sunny bị phui những hình ảnh nhạy cảm khác. Thậm chí cô nàng còn có biệt danh Bae Young Yoo vì sở thích chạm vào vòng ba của các thành viên khác. Khi được hỏi về thói quen này, nữ ca sĩ nhóm SNSD từng trả lời phỏng vấn bằng một phát ngôn khá bình thản. Chỉ đơn giản là cảm giác ấy khá tốt ạ. Thói quen kỳ lạ này của cô nàng không còn xa lạ gì với các thành viên. Biệt danh đó của cô cũng là do thành viên Taeyeon và Tiffany đặt cho. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.